Ngọc Trinh vô cùng hoàng hoàng khi nhận tin dự lúc nửa đêm khiến khán giả hoang mang lo lắng. Ngọc Trinh bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu sau khi được sướng tên trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam quốc tế tại Mỹ năm 2011. Nhờ sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng ấn tượng, cô nàng có những bước tiến thuận lợi trong nghệ thuật. Bên cạnh đó, cô còn thử sức với rất nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản. Mặc dù chị mới 31 tuổi, nhưng Ngọc Trinh đã có trong tay một nhãn hàng thời trang, một hãng mỹ phẩm, một spa tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, vào sáng ngày 9 tháng 4, Ngọc Trinh đã đăng đàn chia sẻ về sự cố bất ngờ vừa xảy ra liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm của cô. Cụ thể, người đẹp gốc Trà Vinh cho biết. 2 giờ sáng nay, một khách hàng đã nhập viện trong tình trạng ngộ độc sau khi uống hai phiên thuốc giả mạo thương hiệu của Ngọc Trinh được bán ra với giá 999.000 hai hộp. Qua điều tra, sản phẩm khách mua là giả mạo. Khách chia sẻ có nghe cách Trinh phân biệt hàng giả hàng thật rồi, tuy nhiên do ham rẻ và người bán giải thích lòng vòng. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc dẫn đến suy hô hấp nặng. Ôi, ôi chúa chùa ơi, sao lại có kẻ tàn độc đến vậy? Khách ơi viên dưỡng trắng da nhà Trinh chỉ có giá duy nhất là 1 triệu 380 nghìn, không bao giờ giảm giá, không bao giờ bán giá thấp hơn. Công ty đã bước đầu tiến hành điều tra, xác nhận có hàng dạ, đã lập hồ sơ tập hợp chứng cứ và lời khai của khách hàng để chuyển đến cơ quan công an điều tra. Chắc chắn sẽ xử lý những đối tượng làm hàng dạ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Trước khi công ty bắt kẻ phạm tội chịu án, khách hàng hãy tự bảo vệ chính mình. Ngay khi nhận được những lời cảnh báo từ Ngọc Trinh, khán giả không khỏi lo sợ và hoang mang khi đã xuất hiện hàng giá viên thuốc uống trắng da của thương hiệu. Đã có rất nhiều cư dân mạng thể hiện rõ sự lo lắng cũng như lên án những kẻ đại nhẫn tâm làm điều trái với đạo đức và pháp luận. Ôi may quá, em thấy quảng cáo trên phay nhiều ghê, mai em hỏi lại bạn đại lý bên chị. Em hay mua của bạn đó, bảo hay là do công ty có chương trình khuyến mại mà em không biết. Hên quá không thì tiền mất tận mạng. Em thấy trên mạng bán nhiều quá, giá cũng 1 triệu 380 k vẫn hoang mang không biết nên mua trang nào mới đúng hãng. Đấy, cứ ham rẻ là khổ lắm, đẹp chưa thấy đâu mà còn rước họa vào thân. Mọi người chú ý cẩn trọng khi mua hàng nha mọi người.